Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình Đồng Nghĩa Trái Nghĩa trong sách 30 chủ đề từ vựng. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn với chủ đề là chủ đề về Preservation. Đó là chủ đề về bảo tồn. Đây là một trong những chủ đề hot mà sẽ thường gặp trong các đề thi. Vì vậy mà hôm nay cô Trang Anh sẽ chú trọng vào phần này. Các bạn thân mến, trước khi vào bài học, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh ổn chưa để mình bắt đầu vào học ạ. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok, cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đồng nghĩa trái nghĩa của chủ đề Preservation. Okay, đây là một chủ đề mà sẽ có trong cái phần các chủ đề đọc hiểu. Chắc chắn là sẽ có trong... Thông thường thì cái chủ đề về Preservation sẽ thường hay có trong các chủ đề đọc hiểu trong đề thi của chúng ta. Ok, chào các bạn. Cuối tuần có bạn nào phải đi học không ạ? Ví dụ như là sáng thứ bảy các bạn vẫn phải đi học đúng không ạ? Chắc là các học sinh cấp 3 chắc vẫn phải đi học rồi. Chúng ta sẽ có với chủ đề 8 là chủ đề về Preservation trang 240. Nghe chúng ta, các bạn sẽ xem cho cô này. Phần bài tập thì cô có đăng trước lên cho các bạn rồi. Yeah. Các bạn xem giúp cô nhé với trang 240. Yeah, đợi cô một xíu đây. Rồi, bạn sẽ mở cho cô với phần sau là cô sẽ chữa bài số 4 và bài số 5. Yeah, đó là cô sẽ chữa phần đồng nghĩa trái nghĩa với chủ đề Preservation. Bắt đầu học này. Sẵn sàng chưa ạ? Nếu các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta rồi thì mình sẽ bắt đầu vào học ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, cô bắt đầu chữa nhé. Rồi, cho cô chào các bạn. Sẵn chưa ạ? Chúng ta học trong 30 phút thôi em, cố gắng này. Dạ, bắt đầu cô chữa này với câu số 41 thì sao? Dạ, với cái câu số 41 cô sẽ có như sau. Cô có từ moral nghĩa là về mặt đạo đức, đúng không ạ? Nên cô sẽ có từ justification nghĩa là lý lẽ. Vậy những cái lý lẽ về mặt đạo đức đấy đã extended. Cho extended của chúng ta nghĩa là gì? Đã mở rộng, đúng không ạ? Chúng ta dịch là những cái lý lẽ về mặt đạo đức đã được mở rộng bởi một cái movement, một cái phong trào được gọi là deep ecology, sinh thái sâu sắc. Chợ mà các thành viên của cái phong trào xếp hạng sinh quyển cao hơn con người nhá. Yeah. Bởi vì cái continuation, bởi vì cái sự tiếp tục của cuộc sống depend on, phụ thuộc vào cái tầm nhìn xa hơn này. Với cô sẽ có từ perspective nghĩa là tầm nhìn. Yeah, cô có từ event nghĩa là sự kiện. Chợ ý B của cô với từ view nghĩa là tầm nhìn, là quan điểm. Ý C với từ idea nghĩa là lý tưởng, là tiêu chuẩn. Vậy D là sự thật. Vậy thì với câu số 41, cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B. Xong câu số 41, chuyển cho cô sang câu số 42. Với câu số 42, cô sẽ có a sustainable. Và cô sẽ có từ sustainable, nghĩa là gì? Nghĩa là bền vững. Yeah. Forest là rừng. Vậy thì là một cái khu rừng bền vững. Yeah. Là một cái forest, là một cái khu rừng nơi mà cây được chặt, đúng không ạ? Thì được làm sao đấy? Được replant, được trồng lại. Và cái động vật hoang dã thì được protected. Mình hoàn toàn có thể đoán được cái từ protected nghĩa là gì. Cho ý A của cô với từ đó là từ pretest, nghĩa là gì? Nghĩa là thử nghiệm hoặc là kiểm tra trước. Nghĩa là pre. Nghĩa là ý B của cô với từ preserve, nghĩa là bảo quản, giữ gìn. Ý C của cô với từ reserve nghĩa là để dành, giữ chữ. Vậy D của chúng ta với từ protect nghĩa là phản đối. Vậy thì cô sẽ suy ra được cái động từ protect, bảo vệ, nó sẽ bằng với từ preserve. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 42, đáp án là ý B. Ok chưa? Câu số 42 của chúng ta là ý B nhé. Ý C của cô với từ reserve nghĩa là để dành, là giữ chữ cơ. Mở trong này sẽ cả một khu rừng bền vững là cái khu rừng mà cây nếu mà có cây nào bị chặt thì được trồng lại. Và môi trường hoang dã hoặc động vật hoang dã thì được bảo vệ. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là ý B. Ok chưa ạ? Rồi, xong câu số 42, chuyển cho cô sang câu số 43 đi ạ.
Với câu số 43, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Sau câu 42 chuyển qua sang câu số 43 này. Với câu số 43, cô có cấu trúc. Đó là cấu trúc be interested in. Chợ, cô sẽ có cấu trúc là be interested in, nghĩa là gì? Nghĩa là quan tâm đến. Nhớ, tôi rất là quan tâm đến việc mà làm sao tìm hiểu về ecotourism, tìm hiểu về du lịch sinh thái và cái gì của nó. Nói chung là cái bài về chủ đề này nó không quá khó đâu. Chẳng qua là cô lên đây để luyện thêm cho các bạn về phần, hoặc là nhắc lại cho các bạn để các bạn có thể là củng cố và nhớ lại cái phần từ vựng liên quan đến chủ đề thôi. Dạ. Sao chưa? À, với câu số 43. Dạ, với câu số 43 này. Câu có là I'm very much interested in learning more about ecotourism and its benefits. Vậy có sẽ có là tôi rất là quan tâm đến việc tìm hiểu về ecotourism, về du lịch sinh thái và những cái benefit, lợi ích của nó. Thì cô sẽ suy ra từ benefit là lợi ích nhé. Nó sẽ không thể bằng với từ problem là vấn đề được, đúng không ạ? Thế vậy nó sẽ không bằng với từ danger, nghĩa là mối nguy hiểm được. Chờ, và nó cũng sẽ không bằng với từ issue là vấn đề được. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 43 là ý B. Ý B có từ advantage, nghĩa là ưu điểm hoặc lợi ích. Vậy thì 43 cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B. Ok chưa? Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 43 chị cô sang câu số 44. À, bạn Trang Trần thân mến, hôm nay cô cướp lịch 500 bởi vì sao? Bởi vì là cái lịch hôm qua cô mệt nên là cô đã nghỉ mất cái lịch của 30 chủ đề từ vựng rồi. Mà trong đó lịch 500 lại có 2 buổi một tuần. Nên là cô bớt một cái lịch đấy để chuyển sang 30 chủ đề từ vựng để đảm bảo mỗi một tuần chúng ta vẫn chạy qua được tất cả các sách nhé. Xong 43 chuyện cô sang cơ 44 này. Bữa trước cô sẽ có ecotourism, du lịch sinh thái, có nghĩa là chờ bạn sẽ thấy được là nếu như mà em đảo qua tất cả những cái chủ đề từ vựng này thì cái số vốn từ mà em động lại nó rất là nhiều, đúng không ạ? Cái số từ vựng mà nó được động đi động lại rất là nhiều. Và trong quá trình mà các bạn làm bài thi thì bạn sẽ thấy được là những cái từ vựng này có rất là nhiều bạn bảo cô là cô tủ cho em xem là từ vựng ở chỗ nào, bây giờ nhiều quá em không biết học ở đâu. Thì bạn nhớ cho cô là từ vựng thì mình không tủ được, nói chung là mình học để mà nói chung là để mà mình củng cố, đúng không ạ? Nói chung là xác định là học là để củng cố, để mà chúng ta động vào nó, động vào đâu chúng ta cũng có thể làm được thôi, chứ còn từ vựng thì không tụ được. Nhận. Rồi cô quay lại bài với phần này của chúng ta này. Với câu số 44 cô có như sau. Cô có ecotourism, du lịch sinh thái có nghĩa là chợ, có nghĩa là đi du lịch tới những cái khu vực nhận làm sao đấy ạ? Du lịch sinh thái có nghĩa là đi du lịch đến các khu vực mà làm sao quan tâm về vấn đề gì đấy, về tự nhiên hoặc là ecological, về sinh thái, đúng không? Để mà gì, để mà wildlife and learn about the environment. Thì có sẽ có ecotourism mean travel to areas of natural or ecological. Du lịch sinh thái có nghĩa là đi du lịch đến những cái khu vực mà mình có mối quan tâm về tự nhiên hoặc là về sinh thái để mà quan sát về động vật hoang dã, về môi trường sống tự nhiên và để tìm hiểu về môi trường. Vậy thì cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có ý A với động từ look nghĩa là quan sát. Ý B là cô với động từ look up nghĩa là tra cứu. Look into nghĩa là điều tra xem xét. Và động từ look down on nghĩa là coi thường. Look down là nhìn xuống. Look down mà ghép với giới từ on nghĩa là coi thường. Vậy thì cô sẽ suy ra cái động từ up của chúng ta sẽ bằng với động từ look up nghĩa là quan sát. Chờ, xong chưa, xong chưa? Xong câu số 44 chuyện cô sang câu số 45. Nào với câu số 45 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Như câu số 45 chúng ta sẽ có từ conservation nghĩa là sự bảo tồn. Nhớ. Tức là cô sẽ có từ conflict là mâu thuẫn. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ arrive của chúng ta là động từ. Vậy thì ở phía đằng trước thì của cô sẽ xét nó là danh từ. Vậy nếu một cái cụm danh từ này chúng ta sẽ có là dịch là cái xung đột bảo tồn này arise phát sinh khi mà cái cô có từ natural ghép với từ resource, chợ sau đấy ghép với từ source ấy, nghĩa là gì, sự thiếu hụt, nhớ, sự thiếu hụt của nguồn tài nguyên thiên nhiên, chợ làm sao để xảy ra cùng lúc với cái nhu cầu, chợ cô có từ demand là nhu cầu mà làm sao increasing ngày càng tăng tăng một cách làm sao đấy ạ, cô sẽ có từ steadily ổn định, đúng không ạ, từ cái dân số nghĩa đang gia tăng. Vậy thì dịch trôi chảy câu này chúng ta như sau,
là xung đột bảo tồn phát sinh khi mà cái vấn đề thiếu hụt nguồn tài nguyên này xảy ra cùng lúc với cái nhu cầu ngày càng tăng của của dân số, của cái lượng dân số ngày càng gia tăng. Vậy cô sẽ có từ arise nghĩa là phát sinh, nó sẽ bằng với từ gì bây giờ? Rồi cô sẽ có từ stand up là đứng lên. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Chứ ý B của cô với từ sit up nghĩa là ngồi thẳng lưng hoặc sit up là thức thức dậy. Ý B không phải. Get up là thức dậy không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án là ý D với từ spring up nghĩa là xuất hiện. Phát sinh. Vậy thì với câu số 45 cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý D. Sau câu số 45 chuyển cho cô sang câu số 46. Với câu số 46 chúng ta sẽ có như sau. We are facing. Chúng ta sẽ có là we are facing. Chúng ta đang phải face, đối mặt, đúng không ạ? Chúng ta đang phải đối mặt với cái severe. Sau đó là environmental pollution. Pollution em biết chắc từ này là ô nhiễm rồi. Environmental là môi trường này. Sau đến từ severe nghĩa là gì? Chúng ta đang đối mặt với cái vấn đề ô nhiễm môi trường rất là làm sao? Despite the fact that, mặc dù sự thật rằng rất nhiều những tổ chức trên thế giới đang làm việc để mà cố gắng giảm thiểu điều đó, thì cô sẽ có từ severe nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng. Vì nó sẽ bằng với ý gì? Ý A của cô với tính từ là heavy. Heavy của chúng ta có nghĩa là gì? Nghĩa là nặng, đúng không ạ? Ý B của cô với từ destructive nghĩa là có tính chất tàn phá, hiểu nhé. Thế còn ý C của cô với từ harmful nghĩa là nguy hiểm. Harmful đi với giấy từ to, nguy hiểm. Thế còn ý D của chúng ta với từ serious nghĩa là nghiêm trọng. Vậy thì cô sẽ đoán được cái từ severe của chúng ta bằng với từ serious. Nên cô chọn được câu 46 là ý D. Sau câu số 46, chuyện cô sang câu số 47. Nào, với câu số 47, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok, xong câu số 46, chuyện cô sang câu số 47. Nói chung là khi chúng ta lên đây á, không nhất thiết là chúng ta sẽ học để, tức là chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu xem là cái đáp án của câu đó là gì. Cái đấy không cần thiết bởi vì là đáp án trong sách của mình có rồi. Nói chung là đây đây để coi như một buổi mà cô cùng với các bạn ôn bài thôi. Và trong quá trình ôn bài đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ vựng. Cô có từ đó là từ degradation nghĩa là gì? Nghĩa là sự suy thoái nhé. Thì cô sẽ có là từ degradation nghĩa là sự suy thoái, vậy dừng làm suy thoái môi trường thiên nhiên của hành tinh này và xây dựng một tương lai. Chợ cô sẽ có build a future, xây dựng một tương lai mà trong cái tương lai đó con người sống chan hòa với thiên nhiên. Chợ cô sẽ có cụm từ là live in harmony with nature, sống chan hòa với thiên nhiên. Vậy thì cô sẽ có được cái cụm từ là sống chan hòa với thiên nhiên thì bằng nghĩa với cụm từ gì? Nói chung là chúng ta sẽ được củng cố cả cụm động từ lại cả cụm từ này. Ý D của cô với từ cooperate with, hợp tác với, không phải, đúng không ạ? Tiếp này, ý B của cô với cụm từ fall in love with nghĩa là phải lòng ai, yêu ai, không phải, đúng không ạ? Ý C của cô với từ agree with nghĩa là đồng ý với, không phải. Vậy cô sẽ chọn được ý A. Ý A cô sẽ có từ coexist. Cô sẽ có từ coexist nghĩa là cùng tồn tại một cách peacefully. Một cách hòa bình với. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 47 là ý A. Xong câu số 47, chuyển cho cô sang câu số 48. Với câu số 48 cô sẽ có là WWF. WWF là viết tắt của tổ chức World Chợ Quái Phân, đúng không? Quỹ bảo vệ động vật thế giới. Chúng ta có động từ sẽ bằng establish nghĩa là được thành lập năm 1961 và nó làm sao hoạt động. Chúng ta có từ operation là hoạt động ở những cái khu vực, ở những cái lĩnh vực chứ. Chợ là mình gọi là hoạt động ở những lĩnh vực như là such, mang tính chất liệt kê, như là preservation, như là bảo tồn cái sự đa dạng của sinh học, thì cô sẽ có từ diversity nghĩa là sự đa dạng. Vậy thì bây giờ cô sẽ có từ diversity của chúng ta bằng với từ gì? Rất là dễ, đúng không ạ? Cô có ia với từ difference. Với từ difference nghĩa là sự khác biệt. Nhờ ia không phải. Chợ ý B của cô thì sao? Ý B cô có từ abundance nghĩa là gì? Cô có với từ abundance nghĩa là sự dồi dào, sự nhiều, không phải. Chợ với ý D của chúng ta với từ plenty là nhiều. Để cô sẽ đoán được từ diversity của chúng ta bằng với từ variety. Chợ bằng với từ variety nghĩa là sự đa dạng phong phú. Nên 48 cô dễ dàng chọn được đáp án của câu này là ý C. Xong câu số 48 chuyển cho cô sang câu số 49. Nào, với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì?
Trợ cấp sẽ có được là một trong số những cái gì của tổ chức WWF, là conserving, là bảo tồn cái biological diversity, bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới, ensuring, đảm bảo được cái việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, trợ tái tạo, và promote, thúc đẩy cái việc làm sao reduction, giảm cái việc pollution, ô nhiễm. Vậy cô sẽ thấy được ở trong này người ta đang dùng cái trường hợp đó là cấu trúc song song này, khi có từ and các vế cân nhau. Vậy cô sẽ thấy được là bảo tồn sự đa dạng sinh học này, đảm bảo cái việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo này, và thúc đẩy cái việc giảm ô nhiễm môi trường. Tất cả những cái đó được gọi là mission. Vậy mission ở đây được hiểu là gì? Là sứ mệnh, đúng không ạ? Là nhiệm vụ. Vậy nó sẽ không bằng với ý A, với từ job là nghề nghiệp, là công việc cụ thể. Chợ nó sẽ không bằng với từ career, nghĩa là sự nghiệp, đúng không ạ? Vậy cô sẽ chỉ còn ý C và ý D thôi. Ý D cô với từ action là hành động, không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 49 là ý C, từ đấy có nghĩa là nhiệm vụ. Ok chưa? Xong câu số 49, chuyển cô sang câu số 50. Với câu số 50 thì cái từ vựng này của chúng ta gặp đến rất là nhiều rồi. Với câu số 50 cô sẽ có là one of the main aims. Một trong những cái mục tiêu chính của cái tổ chức này là việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì mình sẽ gặp cái từ đấy rất rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Cô sẽ có từ đó là từ sustainable, nghĩa là bền vững. Vậy thì bền vững nó sẽ bằng với từ gì? Chợ ý D của chúng ta với từ vegetable, nghĩa là thực vật, rau, không phải, đúng không ạ? Ý C của cô với từ visible, nghĩa là có thể nhìn thấy được. Chợ ý B của cô với từ forgettable, nghĩa là bị có thể bị dễ bị lãng quên. Vậy thì cô sẽ chọn được ý A bằng phương pháp loại trừ. Ý A cô sẽ có từ maintain, gốc của nó này, với từ maintain nghĩa là duy trì, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có từ maintainable, nghĩa là bền vững, ổn định. Vậy thì 50 cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A. Sau câu số 50, chuyển cho cô sang câu số 51. Với câu số 51, chúng ta sẽ có là người ta dùng for cộng với danh từ. Để dịch là đối với hoặc là để cho. Để cho môi trường an toàn, chúng ta cần phải tìm những cái cách. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc, đó là cấu trúc Five ways to do something. Phải tìm những cái cách để mà reduce, giảm emission, giảm cái lượng phát thải của khói khí của các nhà máy. Vậy thì cô sẽ suy ra từ emission, nghĩa là sự thải ra. Vậy thì với cái từ emission, nghĩa là sự thải ra, vậy thì nó sẽ bằng với từ gì? Chờ ý D của cô với từ pollute, nghĩa là chất gây ô nhiễm, không phải. Chờ ý C của cô với từ poison, nghĩa là chất độc, không phải. Chờ cô sẽ có A với từ leak, nghĩa là rò rỉ, không phải. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án là ý B với từ release, nghĩa là sự thải ra, sự tỏa ra. Vậy thì với câu số 51, cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B. Dạ, cái câu này cô nhớ là ở trong cái bài của nhóm 8 cộng hay nhóm 9 cộng ấy, đúng không ạ? Thì bạn sẽ thấy là có bạn bạn thắc mắc là hôm đấy cái câu ấy là về phần mệnh đề ấy. Thì phải có cái câu đó là emission, xong lại dùng động từ là release. Nên cô bảo rằng là cái từ emission nó tương đương nghĩa như cái từ release, nên chúng ta sẽ không dùng là hai từ lặp lại nhau. Xong câu số 51, chuyển cô sang câu số 52. Nào, với câu số 52 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Cô sẽ có là after years of study. Sau rất là nhiều năm khởi xướng, đúng không ạ? Thì cái sự chuyển dịch sang năng lượng sạch đã bắt đầu làm sao đấy? Đã bắt đầu tăng tốc với một cái tốc độ, đúng không ạ? Mà làm sao đấy? Nó khiến cho những cái chuyên gia là chuyên gia, những cái chuyên gia mà experience giàu kinh nghiệm nhất cũng phải ngạc nhiên. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc là take somebody by surprise, khiến cho ai đó ngạc nhiên. Nó sẽ bằng cấu trúc là take somebody aback. Chúng ta sẽ có là khiến cho ai đó sửng sốt ngạc nhiên. Vậy thì với cái câu này của chúng ta sẽ có là sau nhiều năm khởi xướng thì cái sự chuyển đổi sang năng lượng sạch này đã bắt đầu tăng tốc ở cái tốc độ mà những chuyên gia đầu ngành, những chuyên gia mà có kinh nghiệm nhất cũng phải ngạc nhiên. Vậy thì cô sẽ suy ra cái từ shift của chúng ta có nghĩa là sự chuyển dịch. Vậy nó bằng với từ gì? Chợ nó sẽ không bằng với từ convert. Thì cô sẽ có từ convert, nghĩa là sự biến đổi. Ý B của cô với từ exchange, nghĩa là sự trao đổi. Thế còn ý A của chúng ta, ý D của chúng ta với từ transfer, nghĩa là sự đổi chỗ từ cái này sang cái khác. Vậy thì với câu số 52, cô sẽ chọn được cái từ shape chúng ta sẽ bằng với từ
sự thay đổi, sự chuyển đổi, nhận chuyển từ cái này sang cái khác. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 52, chuyển cô sang câu số 53. Nào, với câu số 53, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhận cô sẽ có từ source of energy là một cụm từ. Chợ cô sẽ có từ renew cũng nghĩa là tái tạo. Vậy những nguồn năng lượng tái tạo cần phải được sử dụng nhờ? Vì cái nguồn năng lượng tự nhiên của chúng ta đang bị exploit. Chợ đang bị làm sao lại đang bị khai thác với một tốc độ đáng báo động. Vậy cô sẽ có cái cụm từ là at an alarming rate, với một tốc độ đáng báo động. Vậy tốc độ đáng báo động là tốc độ như nào? Chợ chắc chắn không phải là tốc độ chậm rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có từ worry. Từ worry của chúng ta là tính từ, có thể là với tốc độ lo ngại cũng được. Nhưng mà cái từ worry của chúng ta là tính từ chỉ tâm trạng của con người. Mà ở đây cô cần một tính từ bổ sung cho từ rate lên ý C của chúng ta không được. Ý D của cô với từ tiring nghĩa là mệt mỏi. Vậy thì cô sẽ chọn được với tốc độ đáng báo động, tức là với tốc độ rất là nhanh. Nên câu 53 cô chọn được ý A với từ rapid là nhanh chóng. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 53, chuyển cô sang câu số 54. Với câu số 54, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 53, chuyển cô sang câu số 54 ạ. Chợ với câu số 54, cô sẽ có là một vài công dân thì tin rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chính phủ, của các tổ chức, vì vậy họ chẳng cần phải làm gì cả. Chúng ta có cái cụm từ cố định đó là cụm từ take, ghép với từ action, nghĩa là có những hành động, có những biện pháp. Chợ một số người dân thì tin rằng chợ protecting the environment is the responsibility of the government and organization, therefore they don't have to take any action. Chợ vậy thì cô sẽ có được, trong này mình có thể đoán được dễ dàng đúng không ạ? Cô sẽ có từ responsibility nghĩa là trách nhiệm. Trách nhiệm nó sẽ bằng với từ gì? Ý D của cô với từ service nghĩa là dịch vụ. Ý C với từ volunteer là tình nguyện. Chờ anh này cô có thể vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu danh từ là tình nguyện viên mà động từ là tình nguyện. Nếu là động từ chúng ta có một cái cấu trúc. Đó là cấu trúc sau volunteer cộng với to verb tình nguyện làm gì. Ý B từ này lặp lại với từ mission là sứ mệnh rồi. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của nó là ý A. Ý A của cô với từ obligation nghĩa là trách nhiệm, nghĩa là bổn phận. Vậy thì với câu số 54 cô chọn được ý A. Ok chưa? Xong câu số 54 chuyển cho cô sang câu số 55. Năm nhâm cô sẽ có từ focus on. Ok, với từ focus on của chúng ta sẽ bằng với từ gì? Nó sẽ bằng với từ concentrate on. Đúng rồi, cái này cụm từ chúng ta học rồi. Giờ chúng ta sẽ có cụm từ đó như sau. Chúng ta cần phải tập trung vào cái vấn đề conservation, bảo tồn những loài động vật sắp sửa bị tuyệt chủng rồi, đúng không ạ? Những cái loài mà chúng ta có cụm từ bằng cụm từ in danger, có nguy cơ bị làm sao disappearing, biến mất. Vậy cô sẽ có từ focus on bằng với từ concentrate on. Thì năm nhâm cô chọn được ý A. Ý B của cô với từ rely nghĩa là phụ thuộc vào. Ý C với từ believe nghĩa là tin tưởng. Vậy D của chúng ta với từ depend on là phụ thuộc vào. Vậy với cái trường hợp này cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ thừa nhận cho cô nhé. Nghĩa là cụm từ focus on bằng với cụm từ. Đó là cụm từ concentrate on, tập trung vào. Vậy thì với câu số 55 cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Bạn thân mến, vậy chúng ta sẽ thấy được là từ vựng không khó nếu như đó là cái chủ đựng chủ đề từ vựng quen thuộc. Vì vậy mà bạn sẽ thấy rằng là đọc hiểu cũng sẽ không khó nếu nó vào cái chủ đề đọc hiểu quen thuộc. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải học làm sao để cho nó thành quen thuộc. Các thân mến, vậy là chương trình hỗ trợ các bạn học phần từ vựng của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau nhé.